Hiện nay thì nhiều người đang thần thánh hóa cái vitamin E của Nga, cho nó là số 1. Tại sao thì nhiều người chỉ dùng cái vitamin E của Nga một lần rồi bỏ? Có nhiều loại vitamin E tốt hơn vitamin E của Nga mà mọi người chưa biết đến. Tất cả những cái băn khoăn của chị em sẽ được em chia sẻ chi tiết trong video hôm nay. Mời mọi người cùng dành thời gian đón xem. Vitamin E của Nga thì nó có cái gì đặc biệt? Và đây là cái lọ vitamin E của Nga Misola, hàm lượng là 270mg. Một hộp này là 30 viên. Thì em cầm để làm review cho mọi người. Bây giờ thì em bóc cái sản phẩm này ra để cho mọi người cùng nhìn thấy cái sản phẩm bên trong của Misola nó như thế nào. Trước kia thì cái sản phẩm vitamin E của Misola này được bán với giá là 200.000 đồng một lọ. Và hiện nay thì giá của nó giảm thê thảm, mọi người có biết bao nhiêu không ạ? Một hộp Misola 270mg này, giá của nó bây giờ khoảng 30 cho đến 35.000 đồng một hộp. Trước kia là 200.000 mà hiện nay chỉ có khoảng 35.000 một hộp. Sản phẩm này thì nói thật các chị là bên em tặng cho các chị em khi mua hàng. Nhiều người còn không muốn nhận cái sản phẩm này mà trước kia nó đình đám một thời. Tại sao cái sản phẩm này nó lại giảm giá thê thảm như vậy mà nhiều người không tin tưởng nó, chất lượng của nó kém hay nó như nào? Nguyên nhân thì được kể đến. Thứ nhất là vitamin E này hàng giả hàng nhái rất là nhiều. Một lọ Misola như này thì ở trên mạng thì có rất là nhiều cái loại sản phẩm khác nhau, bày bán với giá cả khác nhau. Và cái thứ hai nữa là cái quan trọng nhất là nhiều người sử dụng cái dòng sản phẩm vitamin E của Misola hay là những cái dòng sản phẩm khác Gentiva uống không có tác dụng, không có chất lượng rõ rệt, nên là nhiều người không tin tưởng cái sản phẩm này nữa. Sản phẩm này thì hiện nay không được ưa chuộng. Và cái loại này ấy, thì hiện nay chỉ được bán ở những cái shop nhỏ hoặc là những cái cửa hàng tạp hóa ở những cái khu chợ quê, các thị xã. Nên là các chị em ở khu đấy thì thường tìm mua và sử dụng. Còn cái dòng vitamin E của Gentiva thì khá hơn một chút. Nhưng mà hiện nay ấy, thì ở Việt Nam cái dòng Gentiva 400mg thì cũng được bán với cái giá dao động khoảng 180.000 cho đến 240.000. Một số nơi bán thì khen cái loại này hết mức, thần thánh hóa cái sản phẩm này, khiến cho nhiều chị em khi tìm hiểu về vitamin E của Misola hay là vitamin E của Gentiva hay là cái cụm từ là vitamin E đỏ của Nga thì tin tưởng, nghĩ rằng những dòng sản phẩm này thực sự tốt. Trước kia thì bên em có bán cả hai cái dòng sản phẩm này, nhưng mà khách hàng sử dụng và phản hồi lại không được tốt, không được mấy tích cực, nên là nhiều người chỉ sử dụng một lần, không mua lại lần thứ hai. Và có những người tặng cũng không muốn lấy. Vì vậy là bên em đã dừng cái sản phẩm này, không phân phối. Những dòng sản phẩm vitamin E đỏ của Nga thì hiện nay xuất hiện nhiều hàng giả hàng nhái. Nên là nếu mà chị em nào muốn mua để sử dụng thì hãy cẩn thận, chọn mua đúng cái hàng chính hãng, kẻo là tiền mất tật mang. Hiện tại thì bên Hoa Beauty là không bán bất kỳ những dòng sản phẩm nào của vitamin E đỏ của Nga, Misola hay là Gentiva. Có rất là nhiều người hỏi cái dòng này, tưởng là nó hot, nhưng mà bên em không phân phối nữa. Nên là trong video ngày hôm nay thì em làm để nói cho các chị biết, để các chị không mất thời gian tìm hiểu. Và một câu hỏi là mọi người băn khoăn, những chị khách hàng cũ dùng những cái dòng sản phẩm của Úc, của Mỹ thì trước kia thì cũng biết cái dòng sản phẩm này, thì có hỏi là tại sao thì bên em lại không bán cái dòng vitamin E đỏ của Nga. Các chị thấy người quen, thấy những đồng nghiệp thì hay rủ nhau mua những dòng sản phẩm vitamin E đỏ của Nga, nhưng mà hỏi bên em thì bên em không bán. Các chị hỏi là tại sao lại không phân phối nữa, thì em chia sẻ thì cái sản phẩm này nó không có công dụng vượt trội, nên là mất niềm tin khách hàng. Thì các chị là muốn làm đẹp, muốn tăng cường sức khỏe, để sử dụng một cái sản phẩm nó không được hiệu quả cho lắm, nên là bên em không phân phối. Cái thứ hai nữa là sản phẩm này có hàng giả hàng nhái rất là nhiều và có nhiều loại giá, nên là khiến cho chị em hoang mang khi lựa chọn. Cái tiếp theo là cái sản phẩm này ấy, thì nó chỉ phù hợp cho các chị em hay tìm mua ở những cái cửa hàng tạp hóa hay là những chợ ở quê, nên là không phù hợp để bên em phân phối. Mà bên em chỉ phân phối những dòng sản phẩm chất lượng, dòng sản phẩm cao cấp. Vậy thì vitamin E là tốt nhất? Nếu mà chỉ nói về một cái dòng sản phẩm thì là có vẻ là hơi PG cho sản phẩm đó, nhưng mà thực tế về cái vitamin E thì đánh giá hai cái hãng thương hiệu nổi tiếng. Nếu của Mỹ thì phải kể đến là hãng thương hiệu của Nature Made vitamin E. Đây là một trong những cái hãng rất là nổi tiếng của Mỹ. Còn nếu mà của Úc thì phải kể đến đấy là cái hãng của Blackmore hay là Nature's Way. Đấy, trên tay em đang cầm là hai dòng sản phẩm. Một là của Mỹ Nature Made 180mg và dòng sản phẩm của Blackmore 670mg. Các chị cùng nhìn ạ. Và được đánh giá cao nhất đấy là chính là cái dòng sản phẩm của Blackmore vitamin E 1000 IU. Trên tay em đang cầm đây là hai cái lọ vitamin E, một lọ mẫu cũ và một lọ mẫu mới của hãng Blackmore. Nhiều người lại tưởng là hai sản phẩm khác nhau, nhưng mà thực tế đây là cùng một sản phẩm, cùng một hãng, nhưng mà họ thay đổi mẫu mã. Và đây là mẫu cũ này. Trước kia thì chắc các chị cũng xem những cái video mà em chia sẻ về Blackmore thì có cái dòng vitamin E này, mẫu cũ này. Cái hàm lượng của nó là 670mg. Mẫu cũ màu đỏ, cái hạn sử dụng này là 22 tháng 3 năm 2024. Nhưng mà hiện nay thì là hãng ra một cái mẫu mới, hình thức thì đẹp hơn và có ghi đầy đủ những cái thông tin để mọi người dễ biết. Thì đây có ghi ở trên này là 670mg và hộp 30 viên. Hai cái lọ này thì chất lượng đều như nhau mọi người nhé, chỉ có khác nhau về cái mẫu mã thôi ạ. Thì bây giờ em xin được phân tích chi tiết về cái dòng sản phẩm mới này để cho các chị biết. Trên vỏ hộp thì có ghi là alpha tocophenol và 670mg. Đây là hàm lượng vitamin E tự nhiên. Và một hộp này là 30 viên. Hạn sử dụng nó là tháng 5 năm 2024. Thì giá của một cái lọ vitamin E của Úc này so với E Nga thì như thế nào ạ? Thì một lọ vitamin E này của Úc nó chỉ đắt hơn so với cái vitamin E của Nga, nó khoảng là trên dưới 100.000. Vậy mà hàm lượng của nó khá là cao, 670mg. Nếu nói về cái hàm lượng của Misola thì cái này nó cao gấp khoảng 3 lần. Đối với vitamin E đỏ Gentiva thì hàm lượng của Blackmore này nó cao gần gấp 2 lần. Chỉ hơn có khoảng 100.000 mà các chị được sử dụng E của Úc, thực phẩm chức năng cao cấp, hàm lượng thì cao gấp đôi. Nên là đây có thể là một cái lựa chọn thay thế cái vitamin E đỏ của Nga rất là hợp lý, đúng không ạ? Nếu các chị muốn biết chi tiết về cái dòng sản phẩm này, về giá cả, công dụng nó đem lại thì các chị có thể là xem ở cái link em để ở dưới phần mô tả của cái video này để biết thêm chi tiết về cái dòng sản phẩm này. Vì là giá ở mỗi thời điểm nó lại khác nhau, vì vậy là các chị cứ cập nhật ở trong cái link ở website để biết được cái giá ở thời điểm hiện tại. Và một cái băn khoăn là các chị em đang phân vân là những ai thì nên uống cái loại vitamin E này, thì là hầu hết các chị em nên bổ sung vitamin E để cân bằng nội tiết, giúp cho là da được căng bóng và tóc được mượt hơn. Những ai mà gặp những cái tình trạng như là mỡ máu này hay là cao huyết áp thì nên uống để nó tan cái cholesterol xấu, nó giúp là cái mạch máu được lưu thông hơn, hạn chế những cái bệnh như là bệnh tim mạch hay là những bệnh về cao huyết áp. Uống cái vitamin E này như thế nào? Với những cái dòng sản phẩm vitamin E của Nga như Misola hay là Gentiva, cái hàm lượng của nó thấp thì các chị phải uống một ngày khoảng 1 cho đến 2 viên. Nhưng mà cái vitamin E của Úc, cái hàm lượng của nó là 670mg, khá là cao. Nên là em chia sẻ là các chị chỉ uống một ngày, chỉ uống một viên thôi là đã đủ cái hàm lượng vitamin E cần thiết rồi. Nên nhớ là các chị nên uống cái vitamin E này sau bữa ăn, vì là vitamin E nó tan ở trong dầu. Uống sau bữa ăn nó mới có tác dụng tốt nhất. Nhiều nơi người ta bán thì người ta không chia sẻ cho các chị về cách sử dụng, nên là nhiều chị là uống trước khi ăn, nên là cái tác dụng của nó là không được cao như là các chị sử dụng đúng cái cách mà nhà sản xuất người ta quy định. Uống cái vitamin E này thì có thể uống quanh năm được không? Thì có những cái nơi người ta bán hàng, người ta chia sẻ cho các chị là uống vitamin E này rồi uống quanh năm không lo gì cả. Nên là các chị em tìm hiểu những cái thông tin như vậy thì nên cân đối. Cái việc thừa vitamin E ấy, thì nó gây ra nhiều cái tác dụng phụ đôi khi nó còn nặng hơn là kể cả cái việc là thiếu vitamin E trong cơ thể. Vì vậy thì các chị nên uống đủ chứ không nên uống thừa, nên uống hàm lượng vừa đủ. Và cái vitamin E của Úc thì nên uống như thế nào? Các chị nên uống một lộ trình khoảng 3 lọ, sau đó nghỉ 2 tháng rồi lại uống tiếp. Một năm ấy thì các chị nên uống khoảng 5 cho đến 6 lọ vitamin E của Blackmore này là nhiều rồi ạ. Vì là một lọ này uống được 1 tháng, các chị uống 5-6 lọ thì cũng uống khoảng độ 5-6 tháng. Video này em chia sẻ cho các chị về thực tế để mọi người hiểu, không bị hoang mang khi nghe những cái lời tư vấn khác nhau ở trên mạng, hoặc là những cái người mà người ta không có chuyên môn người ta chia sẻ. Ở bên Hoa Beauty chỉ bán cho các chị những sản phẩm cao cấp để mang lại sức khỏe cho mọi người. Nếu mà các chị thấy video này hay, hiểu thêm về cái dòng vitamin E đỏ của Nga, thì các chị hãy bấm like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất về những cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Hoặc là mọi người truy cập vào website là hoa beauty.vn, hoặc liên hệ theo số hotline để góc trái màn hình 0985 229900. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.